Centers. Để mở đầu chương trình, kính mời tất cả quý vị cùng thưởng thức và cảm nhận không khí rộn ràng của ngày lễ hội qua màn biểu diễn múa lân kết hợp với các tiết mục biểu diễn võ thuật do các môn sinh của các môn phái võ Nam Hồng Sơn trình diễn, và ngay sau đó là điệu múa mang đậm nét văn hóa dân tộc Việt Nam, múa sen do nhóm múa thiếu nhi của Hội Người Việt Nam Benin Brandenburg biểu diễn. Zur Eröffnung des Programms laden wir Sie ein, sich von der lebhaften Atmosphäre dieses Festtages mitreißen zu lassen. Angefangen mit der Aufführung eines Löwentanzes und der anschließenden Kampfkunstvorführung durch die Schülerinnen und Schüler der Kampfkunstschule Nam Hang Son. Wir freuen uns, Ihnen im Anschluss einen traditionellen Tanz präsentieren zu dürfen, der die vietnamesische Kultur eindrucksvoll widerspiegelt. Der Tanz der vietnamesischen Lotusblüten, aufgeführt von der Tanzgruppe des Vereins der Vietnamesen in Berlin und Brandenburg. Thank you.
mit uns zurück, 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 zurück. Wir sind hier noch nicht schnell. Bitte, noch. Möchte ich mich zuerst auch vorstellen. Mein Name ist Bing und ich bin auch ein Mitarbeiter hier im Dongson Center. Und das ist für mich heute eine große Ehre und eine große Freude, auf dieser großen Bühne stehen zu dürfen. Für Ereignisse, wir veranstalten hier das Song Ur Berlin Festival, fühlen uns hier sehr wohl und sehr aufgehoben und freuen uns über diese tolle Kooperation und über diesen fantastischen... Lễ hội văn hóa mùa hè 2024 với chủ đề Sống ở Berlin do đơn vị tổ chức sự kiện Đường Vinh và Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đồng tổ chức. Damit nochmal ein ganz herzliches Willkommen, liebe Gäste. Bạn bè người Đức, bạn bè quốc tế và bà con cộng đồng người Việt Nam, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất vì sự có mặt thật đông đảo của quý vị trong một không gian lễ hội thật náo nhiệt và tuyệt vời như thế này. Xin kính chúc quý vị có một ngày lễ hội trọn vẹn niềm vui và thắm tình hữu nghị. Im Namen des gesamten Organisationsteams und der Xuân, Hội nhập và phát triển, chúng tôi xin rất vinh dự và trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của các quý vị khách quý. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Dongson Centers ist es eine große Ehre, Ihnen heute ein paar ganz besondere Gäste vorstellen zu dürfen. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, ông Vũ Quang Minh. Ein herzliches Willkommen an seine Exzellenz, den Botschafter von Vietnam, Vũ Quang Minh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Kizina Lutsch, thượng nghị sĩ Quốc hội. Wir begrüßen ganz herzlich die Bundestagsabgeordnete Kizina Lutsch. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Camilla Schuller, phó chủ tịch quận Lichtenberg. Ein ganz herzliches Willkommen auch für Camilla Schuller, die stellvertretende Bürgermeisterin in Lichtenberg. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Kukuluklo, là hội viên, ủy viên hội đồng lãnh đạo quận Lichtenberg. Bà sẽ tới ngày hôm nay tham dự vào lễ hội, nhưng mà bà sẽ đến muộn một chút, rất mong quý vị thông cảm. Das habe ich nicht alles verstanden, ich versuche zu übersetzen. Wir begrüßen ganz herzlich auch die Stadträtin Felice Kekyeluolu, die glaube ich noch nicht da ist, aber gleich kommen wird. Vâng, và cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Zimmer, phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận Lichtenberg. Und wir begrüßen den Leiter der Wirtschaftsförderung des Bezirksamts Lichtenberg, Herrn Burhan Çetin. Và chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng rất là vinh dự có sự hiện diện của một đối tác rất quan trọng. Xin mời bà đứng dậy, một người rất là quan trọng đứng cạnh ông Nguyễn Văn Hiền, chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc trung tâm thương mại Đồng Xuân ạ. Vâng, và ban tổ chức cũng xin được gửi lời cảm ơn trân trọng tới tất cả những người và giới thiệu tất cả những anh em bạn bè, tất cả quý vị khách quý đã đến tham dự kỷ niệm 20 năm Trung tâm Thương mại Đồng Xuân phát triển và hội nhập. Ngoài sự hiện diện của tất cả các quý vị khách quý, chúng ta còn sự hiện diện của các đơn vị doanh nghiệp và các đối tác, các tổ chức hội đoàn người Đức và người Việt, các phóng viên đại diện cho các truyền hình truyền thông và thông tấn báo chí của Đức và quốc tế, các phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và các phóng viên của cộng đồng người Việt tại Đức đến tác nghiệp và đưa tin. Darüber hinaus freuen wir uns über das zahlreiche Erscheinen von Unternehmen und Partnern, deutschen und vietnamesischen Verbänden sowie deutschen und internationalen Medienvertretern, einschließlich des vietnamesischen Pressebeauftragten, des vietnamesischen Fernsehens und Journalistinnen und Journalisten der vietnamesischen Community in Deutschland, um mit uns das 20-jährige Jubiläum des Dong Xuan Centers zu feiern. Và ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng khách mời đặc biệt là đông đảo nhất và có sự hiện diện của hàng nghìn bạn bè người Đức và quốc tế, hàng nghìn bà con cộng đồng người Việt Nam đã đến từ khắp mọi miền nước Đức đến đây chung vui ngày lễ hội của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân. Es ist uns eine große Ehre, die große Zahl der besonderen Gäste begrüßen zu dürfen. Tausende deutsche und internationale Freundinnen und Freunde sowie zahlreiche Mitglieder der vietnamesischen Gemeinschaft aus allen Teilen Deutschlands, die sind hier, um gemeinsam dieses besondere Fest zu feiern mit uns. Kính thưa tất cả quý vị khách quý, bạn bè và bà con cộng đồng
Từ một khu đất hơn 16 hectare trên một nền nhà máy xưa cũ, bây giờ trung tâm thương mại Đồng Xuân đã là một trung tâm thương mại bề thế lớn nhất của người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Để có thể đạt được thành tựu đáng kể đó, đòi hỏi sự đầu tư không chỉ bằng của cải, tiền bạc, mà bằng cả sức lực và trí tuệ, là sự phấn đấu bền bỉ không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo trung tâm thương mại Đồng Xuân trong suốt 20 năm vừa qua, đặc biệt là vai trò chèo lái giống như một thuyền trưởng của chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc ông Nguyễn Văn Hiền. Kính thưa quý vị, trong khoảnh khắc này, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho sự phát triển của trung tâm thương mại Đồng Xuân và đặc biệt là sự đóng góp ý nghĩa của trung tâm thương mại Đồng Xuân đối với sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức, và một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn tất cả những đóng góp của Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Văn Hiền. Vor mehr als 20 Jahren war das Gelände des heutigen Don Swan Centers noch eine 16 Hektar große Brachfläche, auf der eine alte baufällige Fabrik gestanden hat, nämlich das VEB Elektrokohle. Heute ist daraus ein beeindruckendes Handelszentrum entstanden, das größte seiner Art mindestens in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Und der größte Ort für die vietnamesische Gemeinschaft in Deutschland. Dieser bemerkenswerte Erfolg ist nicht nur das Ergebnis finanzieller Investitionen, sondern auch eine Investition von harter Arbeit, von Engagement und Herzblut, das das Management des Don Swan Centers in den letzten 20 Jahren unermüdlich eingebracht hat. Sofort besonders hervorzuheben... Hat aufgehört zu regnen. Wir haben jetzt schönes Wetter und wir hoffen, dass das Wetter bis zum Ende durchhalten und wir halten durch mit dem Wetter. Sehr geehrter Herr Botschafter des Sozialistischen Republik Vietnam, Vũ Quang Minh, sehr geehrte Frau Lötzsch, Abgeordnete vom Bundestag, sehr geehrte Frau stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Frau Schule, sehr geehrte die Vertreterinnen und Vertreter vom Bezirk Lichtenberg, sehr geehrte unsere Geschäftspartner, liebe Gäste, liebe Mieterinnen und Mieter, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen Sie recht herzlich zur Feier des 20-jährigen Jubiläums unseres Don Swan Centers. Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute hier sind, um mit uns dieses Jubiläum zusammen zu feiern. Es ist mir heute eine große Ehre, im Namen von unserem Geschäftsführer Herrn Nguyễn Văn Hiền eine kurze Dankrede vortragen zu dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, seit 20 Jahren ist das Don Swan Center einer von den führenden Orten für Wirtschaft, Handel und Freizeit im Bezirk Lichtenberg. Mit Ihrem Vertrauen und Ihrer Unterstützung haben Sie diese 20-jährige Entwicklung und unsere Erfolge maßgeblich mitgestaltet und begleitet. Es fällt mir heute dazu folgender Spruch ein, welchen ich mit Ihnen sehr gern teilen möchte. Wenn du schnell gehen willst, dann gehe alleine. Wenn du weit gehen willst, dann musst du mit anderen zusammen gehen. Diese alte Redewendung hat recht. Mit großem Beistand und dem vollen Vertrauen sowohl von unseren Banken als auch von unseren Geschäftspartnern in den letzten 20 Jahren haben wir es geschafft, ein Handelsort für ca. 400 Mieterinnen und Mieter aus verschiedenen Nationen wie Vietnam, China, Indien, Pakistan, Türkei, Polen und Afghanistan. Auf unserem 20-jährigen Weg bekamen wir ständig die Unterstützung und die Aufmerksamkeit von unserer Stadt Berlin, von unserem Bezirk Lichtenberg. Ganz besonders wichtig war und ist für unseren Erfolg die Anerkennung der deutschen Bevölkerung. Dafür möchten wir ganz herzlich, recht herzlich bedanken. Auch unter diesem Aspekt möchten wir uns bei Ihnen allen bedanken, herzlich bedanken, denn ohne Ihre Unterstützung, Ihre Treue wäre dieser Meilenstein nicht möglich gewesen. So Ihre Friedenheit und Ihr Vertrauen sind für uns die größte Motivation, jeden Tag unser Bestes zu geben. Wir danken für die gute langjährige Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, für das Vertrauen unserer Kunden
und für die Verbundenheit mit der Gemeinschaft in unserer Stadt Berlin und unserem Bezirk Lichtenberg. Gemeinsam haben wir viel erreicht und wir freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre. Liebe deutsche Freunde, wir wissen, dass Sie heute sehr viel zu diesem Jubiläum erscheinen. Und deshalb möchten wir auch diese Gelegenheit dafür nutzen, um an Sie, liebe deutsche Freunde, einen großen Dank auszusprechen. Deswegen bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen für Ihre Anerkennung, für Ihre Unterstützung bei unserem Weg der wirtschaftlichen Entwicklung und der guten gelungenen Integration. Liebe Mieterinnen und Mieter, wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihr Vertrauen, für die gute Gemeinschaft, Gemeinschaftsarbeit und Ihre Mitwirkung für die gemeinsame Entwicklung unseres Centers. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen allen gut geht, damit wir gemeinsam diesen Meilenstein weitertragen können. Wir danken euch ganz herzlich, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für das Tragen der Visionen zum Aufbau unseres Centers. Ihr habt einen großen Anteil an der langen Zeit des Erfolgs unserer Firma und unseres Centers. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam auf die vergangenen 20 Jahre zurückblicken und voller Zuversicht in die Zukunft schauen. Wir wünschen und freuen uns sehr darauf, in den weiteren Jahren bei der Entwicklung Ihre Unterstützung, Ihr Vertrauen und Ihre Anerkennung zu bekommen. Weil für unsere Entwicklung ist das die wichtigste und die notwendige Grundlage. Noch einmal danken wir ganz herzlich, dass Sie heute dabei sind. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, viel Erfolg, viel Gesundheit und viel Glück. Ihnen einen angenehmen Austausch und gute offene Gespräche. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Ja, liebe Gäste, wahrscheinlich sehen Sie auch hier die große Ähnlichkeit. Denn wir sind Zwillinge. Ja. Grüßung, sehr geehrter Herr Botschafter, liebe Freundinnen und Freunde, darf ich einfach sagen. Ich freue mich sehr, dass ich hier Ihnen kurz ein Grußwort sprechen darf. Denn ich kann mich noch erinnern, als hier Elektrokohle nicht nur als Brache war, sondern noch funktioniert hat. Ich war nämlich, einige können sich vielleicht an dieses Wort erinnern, als Schulkind im UTP, im Unterrichtstag in der Produktion bei Elektrokohle. Und das war natürlich ein ganz anderer Eindruck als heute. Es war schmutzig, es war eine schwere Arbeit, wir als Schulkinder haben dann natürlich nur zugeschaut. Aber es gab auch damals schon ein Kulturhaus. Und hier wurden immer sehr schöne Feste gefeiert. Und darum finde ich so toll, dass es hier auch wieder so viel Kultur gibt, dass dieses neue Gebäude da ist, dass wir diese wunderbaren Tanzgruppen erleben können. Und ich kann nur gratulieren, was Sie hier über diese vielen Jahre erreicht haben, wirklich mit Ausdauer. Es war ja nicht immer alles nur einfach. Und ich kann Sie nur auffordern und ermuntern, machen Sie weiter, lassen Sie sich von niemandem entmutigen. Und Sie sehen ja, wie viel Zuspruch hier herrscht. Ein letztes Wort vielleicht noch. Bald beginnt ja wieder das neue Schuljahr. Ich gehe seit vielen Jahren auch in Schulen und begrüße die Kinder, die dann das erste Mal die Schule betreten. Und ich sehe mich häufig auch mit vielen vietnamesischen Familien dort zusammen. Und viele Lehrer sagen mir, die Vietnamesen, das sind meistens unsere besten Schüler. Machen Sie weiter so. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Vâng, đó là những lời chia sẻ rất là ý nghĩa và quan trọng đối với cộng đồng của người Việt Nam chúng ta, không chỉ tại quận Lichtenberg, tại thành phố Berlin, mà còn cả tại toàn Cộng hòa Liên bang Đức. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Gesine Lutz đã tới tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay và một lời cảm ơn từ tất cả những người Việt Nam chúng ta tại thành phố Berlin cũng như là quận Lichtenberg tới bà từ tất cả những gì mà quận và thành phố và nhà nước Đức đã làm cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta tại Cộng hòa Liên bang Đức. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Quản trị và Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, đồng thời cũng là Chủ tịch Liên Hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.
Sehr geehrter Herr Nguyễn Văn Hiền, Gründer und Geschäftsführer des Đồng Xuân Centers in Berlin sowie Vorsitzender des Verbandes der Vietnamesen in der Bundesrepublik Deutschland. Kính thưa bà Gizin Loch, thành viên nghị viện. Kính thưa bà Camilla Schüller, Phó quận trưởng của Lichtenberg. Sehr geehrte Frau Loch, Bundestagabgeordnete, sehr geehrte Frau Camille Schüller, stellvertretende Bezirksbürgermeisterin. Kính thưa đại diện lãnh đạo của quận cũng như là chính quyền địa phương và thưa đại diện lãnh đạo các hội đoàn, các tổ chức của cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, các doanh nghiệp trong trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Sehr geehrte Vertreter der Verbände und Organisationen der vietnamesischen Gemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland sowie Vertreter der Unternehmen im Đồng Xuân Center. Kính thưa tất cả các vị khách quý và đại biểu có mặt hôm nay tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Sehr geehrte Gäste und Delegierte, die heute hier anwesend sind. Hôm nay tôi rất xúc động và rất vinh dự được mời tham dự buổi lễ trọng thể kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, một góc kẻ chợ ở giữa trung tâm châu Âu, niềm tự hào của người Việt ở Cộng hòa Liên bang Đức và trên thế giới. Es ist mir eine große Ehre, an der Feier des 20-jährigen Jubiläums des Đồng Xuân Center teilnehmen zu dürfen. Das Đồng Xuân Center ist ein Ort, an dem man sich mitten in Europa ein wenig wie in Hanoi fühlt. Er erfüllt die Vietnamesen in Deutschland und weltweit mit großem Stolz. Chúng ta thật sự rất ấn tượng và cảm phục khi nghe bài phát biểu của ông Đồng Thanh Nguyên, đại diện ban lãnh đạo của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, điểm lại chặng đường phát triển hết sức đáng ghi nhớ và tự hào của Đồng Xuân Berlin trong suốt 20 năm qua, kể những ngày đầu hết sức khó khăn, rồi vượt qua biết bao thách thức và thăng trầm. Để rồi hôm nay, chúng ta đang đứng giữa đây, một Đồng Xuân tưng bừng, náo nhiệt và sôi động, đậm bản sắc Việt Nam giữa một Berlin đa văn hóa. Một Đồng Xuân không chỉ là trung tâm thương mại và dịch vụ số 1 của người Việt ở châu Âu, doanh nghiệp đóng góp thuế lớn hàng đầu cho ngân sách của thành phố Berlin, tạo rất nhiều công ăn việc làm cho người lao động Đức, Việt Nam và quốc tế, được lãnh đạo các cấp chính quyền Đức đánh giá rất cao và là nơi lui tới mua sắm, sử dụng các dịch vụ chất lượng cao của người dân Berlin, bao gồm cả người Đức, người châu Á, các bạn bè quốc tế các thế hệ, mà đặc biệt đã có trở thành một điểm văn hóa lớn của nhiều tầng lớp nhân dân Berlin và Cộng hòa Liên bang Đức, trong đó đặc biệt là giới trẻ. Herr Đồng Thanh Nguyên hat in seiner Rede die bemerkenswerte Entwicklung des Đồng Xuân Centers in den letzten 20 Jahren eindrucksvoll dargestellt. Von den schwierigen Anfängen und zahlreichen Herausforderungen bis hin zu seiner heutigen Rolle als lebhaftes Handelszentrum mit vietnamesischem Charakter im multikulturellen Berlin. Das Đồng Xuân Center ist nicht nur das führende Handels- und Dienstleistungszentrum der Vietnamesen in Europa. Es leistet einen beachtlichen Beitrag als wichtige wirtschaftliche Ressource der Stadt Berlin und bietet zudem zahlreiche Arbeitsplätze für deutsche, vietnamesische und internationale Arbeitskräfte. Es ist ein beliebter Ort für die einzigartigen Einkaufserlebnisse und Dienstleistungen für die Bevölkerung Berlins, darunter Menschen deutscher, asiatischer und internationaler Herkunft und alle Generationen. Darüber hinaus hat es sich insbesondere für junge Menschen zu einem wichtigen kulturellen Treffpunkt entwickelt. Liên hoan văn hóa đặc sắc sống ở Berlin những ngày này là một minh chứng, một điểm sáng văn hóa pop culture, thể hiện sinh động nhất của một lối sống hiện đại, văn minh, trẻ và giàu có, sắc màu đa văn hóa. Chúng ta cũng còn nhớ thành công của rất nhiều sự kiện văn hóa lớn đã được tổ chức tại Đồng Xuân Berlin những năm qua. Và tất nhiên, cũng giống như lãnh đạo đại diện lãnh đạo của chính quyền Đức vừa nhắc, chúng ta không thể không nhắc tới cung văn hóa Đồng Xuân Berlin ngay cạnh chúng ta đây, là một công trình mang tính biểu tượng của sự chuyển mình mạnh mẽ của Đồng Xuân Berlin để trở thành một trung tâm văn hóa của quận Lichtenberg và thủ đô Berlin, không chỉ cho cộng đồng Việt mà còn góp phần làm giàu có cho bản sắc văn hóa của thành phố có bề dày lịch sử và đáng sống hàng đầu thế giới Berlin. Cung văn hóa Đồng Xuân Berlin còn đang trở thành nhân chứng cho nhiều sự kiện mang tính lịch sử trong sự phát triển và lớn mạnh của cộng đồng người Việt, với những cột mốc rất quan trọng như Đại hội thành lập Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức vừa qua. Das ist in diesen Tagen stattfindende Festival Leben in Berlin ist ein beeindruckendes Beispiel für die vielfältige Kultur unserer Stadt, die das moderne, urbane und multikulturelle Berlin präsentiert. Das Đồng Xuân Center war bereits
Schauplatz zahlreicher großer kultureller Veranstaltungen und hat sich zu einem bedeutenden kulturellen Treffpunkt im Bezirk Lichtenberg und in Berlin entwickelt. Und natürlich darf auch die Funktion des Dongson Centers als kulturelle Begegnungsstätte nicht unerwähnt bleiben. Es zeigt die Wandlung des Dongson Centers, das sich zu einem kulturellen Zentrum im Bezirk Lichtenberg und in der Hauptstadt Berlin entwickelt hat und damit nicht nur die vietnamesische Community bereichert, sondern auch das kulturelle Angebot dieser Stadt erweitert. Als Ort der kulturellen Begegnung ist es ein Zeitzeuge für historische Ereignisse und eng verknüpft mit wichtigen Meilensteinen der vietnamesischen Gemeinde, wie der Gründung des Verbandes der Vietnamesen in der Bundesrepublik Deutschland. Nhân dịp này, tôi cũng muốn một lần nữa thay mặt tất cả chúng ta vinh danh và trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Hiền, nhà sáng lập Đồng Xuân Berlin, người lãnh đạo doanh nhân có tầm nhìn xa, đồng thời cũng là nhà lãnh đạo cộng đồng có trái tim vàng và tinh thần phụng sự cao quý, nỗ lực cống hiến vì cộng đồng, vì sự hội nhập ngày một thành công hơn nữa của cộng đồng người Việt, vì sự phồn vinh của quê hương thứ hai là Cộng hòa Liên bang Đức, đồng thời cũng dành nhiều sự hỗ trợ quý báu cho đồng bào còn khó khăn ở quê hương thứ nhất Việt Nam yêu thương. An dieser Stelle möchte ich Herrn Nguyễn Văn Hiền, dem Gründer des Dongson Centers, meine besondere Anerkennung aussprechen für seine herausragende Verdienste als weitsichtiger Unternehmer und überaus engagiertes Mitglied der Community, das sich unermüdlich für die Integration der vietnamesischen Gemeinschaft einsetzt, möchte ich ihm meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Thưa toàn thể quý vị, thưa các bạn thân mến, tôi vẫn tự gọi mình là trai Đồng Xuân phố cổ Hà Nội. Do đó mỗi lần tới Đồng Xuân Berlin, tôi đều rất bồi hồi xúc động nhớ lại thời thơ ấu, xen lẫn niềm vui và tự hào. Hôm nay chúng ta ở đây kỷ niệm Đồng Xuân Berlin tròn 20 năm. Một sự trùng hợp rất thú vị thưa quý vị là năm nay chúng ta cũng kỷ niệm 220 năm ngày ra đời chợ Đồng Xuân Thăng Long với lịch sử hào hùng. Chắc quý vị đều biết, trong thời gian xây dựng lại thành Thăng Long vào mùa hạ năm Giáp Tý 220 năm trước, năm 1804, Tổng trấn Nguyễn Lê Thành dưới triều nhà Nguyễn đã cho đặt ngôi chợ lớn ở cửa chính đông của thành Thăng Long, nay là chợ Đồng Xuân. Và từ khi ra đời, chợ Đồng Xuân không những là đầu mối phân phối buôn bán hàng hóa lớn nhất ở miền Bắc từ trước tới nay, mà trải qua quãng đời lịch sử 220 năm, chợ Đồng Xuân đã trở thành một điểm nhấn văn hóa, du lịch và lịch sử của Hà Nội, của Việt Nam, là nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa tinh thần phản ánh cuộc sống sinh hoạt của người dân kẻ chợ thanh lịch và hào hoa. Als Sohn des originalen Dongson-Marktes in Hanoi weckt jeder Besuch des Dongson-Centers in Berlin in mir ein Gefühl von Nostalgie, als würde ich in die Tage meiner Kindheit zurückkehren. Heute feiern wir das 20-jährige Jubiläum des Dongson-Centers. Ein interessanter Zufall ist, dass wir in diesem Jahr auch das 220-jährige Jubiläum des Original Dongson-Marktes in Hanoi feiern. Im Jahre 1804 wurde im Rahmen des Wiederaufbaus von Hanoi der große Dongson-Markt errichtet. Der heutige Dongson-Markt ist seitdem der größte Handelsmarkt im Norden, der sich in den letzten 220 Jahren zu einem kulturellen und historischen Highlight Hanois entwickelt hat. Và thưa quý vị, nhắc đến chợ Đồng Xuân thì chúng ta cũng không thể quên 60 ngày đêm khói lửa của cuộc kháng chiến bảo vệ thủ đô Hà Nội chống giặc dân Pháp xâm lược cuối năm 1946 đầu 1917. Và trận đánh được xem là khốc liệt nhất trong 60 ngày đêm khói lửa đó chính là ở chợ Đồng Xuân ạ. Và nhân dân Đồng Xuân Hà Nội, những chiến sĩ cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh đã viết lên trang sử vàng chói lọi trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam. Hôm nay chúng ta kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm Đồng Xuân Berlin, cũng trùng đúng ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam. Xin tất cả chúng ta cùng kính cẩn nghiêng mình tri ân và tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc, các thương binh liệt sĩ đã cống hiến cuộc đời mình bảo vệ và xây dựng đất nước để chúng ta hôm nay có thể sống trong hòa bình, hợp tác hữu nghị giữa các dân tộc, giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ạ. Wenn wir über den Dongson-Markt sprechen, dürfen wir die 60 Tage und Nächte des Widerstandskrieges gegen die französischen kolonialen Mächte zwischen 1946 und 1947 nicht vergessen. Der Markt in Hanoi war der Schauplatz des erbittersten Kampfes gegen die französischen Besatzer. Die Menschen von Dongson Hanoi haben eine heldenhafte Rolle in der Geschichte unseres Landes gespielt. Jedes Jahr, so auch heute am 27. Juli, dem Gedenktag der vietnamesischen
Invaliden und Gefallenen würden wir diejenigen, die ihr Leben für unser Land geopfert haben. Thưa quý vị, thưa toàn thể các bạn, với lịch sử hào hùng 220 năm của Đồng Xuân Hà Nội và lịch sử rất đáng tự hào 20 năm của Đồng Xuân Berlin, chúng ta có thể tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn nữa của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin. Chúng ta đã vui mừng chứng kiến sự hợp tác gắn bó giữa quận Lichtenberg và quận Hoàn Kiếm nói riêng, giữa hai thủ đô và giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam nói chung đang ngày càng phát triển hết sức tốt đẹp. Và hai nước Đức và Việt Nam đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau 2025. Không có gì nghi ngờ nữa, chúng ta tin tưởng rằng Đồng Xuân Berlin sẽ tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong đời sống kinh tế, văn hóa và chính trị của thủ đô Berlin và trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, anlässlich der 220-jährigen Geschichte des Đồng Xuân Centers in Hanoi und des 20-jährigen Jubiläums des Đồng Xuân Centers in Berlin blicken wir optimistisch in die Zukunft des Centers in Berlin. Wir freuen uns, dass sich die enge Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk Lichtenberg und dem Bezirk Hoàn Kiếm in Hanoi und damit zwischen Deutschland und Vietnam sehr gut entwickelt. Unsere beiden Länder feiern 2025 den 50-jährigen Jahrestag ihrer diplomatischen Beziehungen. Zweifellos wird das Đồng Xuân Center weiterhin eine immer wichtigere Rolle im wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben Berlins und bei der Förderung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Vietnam und Deutschland spielen. Nhân dịp này, tôi xin được chân thành cảm ơn lãnh đạo của Lichtenberg, lãnh đạo thủ đô Berlin và Cộng hòa Liên bang Đức đã luôn quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ngày một hội nhập thành công, đóng góp ngày một quan trọng cho sự phồn vinh của quê hương thứ hai, Cộng hòa Liên bang Đức và đồng thời tiếp tục làm cầu nối cho quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai dân tộc. Ich möchte der Leitung der Angestellten des Bezirks Lichtenberg, der Stadt Berlin und der Bundesrepublik Deutschland meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Sie haben die vietnamesische Gemeinschaft stets bei ihrer Integration unterstützt und damit einen wichtigen Beitrag zum unseren Wohlergehen und unserer zweiten Heimat geleistet. Sie haben damit auch Brücken für eine enge Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern geschlagen. Và cuối cùng, tôi xin được chúc Đồng Xuân Berlin tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Kính chúc Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hiền và ban lãnh đạo Đồng Xuân Berlin, các doanh nghiệp trong Đồng Xuân Berlin, lãnh đạo quận Lichtenberg, các tổ chức tập đoàn và các đối tác Đức và quốc tế, các hội đoàn người Việt, cũng như toàn thể quý vị có mặt tại đây cùng gia đình, luôn dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Vielen Dank. Ich wünsche dem Đồng Xuân Center weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche dem Geschäftsführer Vietnamesinnen und Vietnamesen wieder zurückgegangen sind und es war damals Herr Nguyen Van Hin, der gesagt hat, ich möchte das ändern. Er hat 2004 diesen Standort entwickelt, er hat eine Vision gehabt, er hat eine Idee gehabt und er hat einen Willen gehabt. Und es war damals unser ehemaliger Bezirksbürgermeister Herr Michael Grunst, es waren die Kolleginnen und Kollegen der Wirtschaftsförderung und es ist der Wirtschaftskreis Lichtenberg-Hohenschönhausen, die gesagt haben, wir glauben an diese Vision und wir wollen diesen gemeinsamen langen Weg miteinander gehen. Ich danke dem Đồng Xuân Center für sein Engagement hier in Lichtenberg. Ich danke Ihnen aber auch für Ihren großen Anteil an einem besseren Miteinander in unserer Gesellschaft. Und meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich kann Ihnen versprechen, Lichtenberg und ich, wir stehen an Ihrer Seite. Vielen Dank. Lichtenberg và cá nhân của tôi luôn luôn đứng cạnh ở bên các bạn. Một câu nói rất hay của bà Carmen Schuller, Phó Chủ tịch quận Lichtenberg. Một tràng pháo tay dành cho bà Schuller. Center. Sehr geehrter Herr Nguyễn Văn Hiền, General Director von Đồng Xuân Center. Sehr geehrte Leitung von Đồng Xuân Center. Seine Exzellenz, sehr geehrter Herr vietnamesischer Botschafter in Deutschland, Vũ Quang Minh. Sehr geehrte Frau Abgeordnete des Bundestages, Frau Dr. Gesine Lötzsch. Sehr geehrte Frau stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Carmina Schuler von
Lichtenberg, Berlin. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Freunde, Freundinnen, internationale Freunde, Freundinnen von Dongsun Center. Liebe vietnamesische Landsleute, liebe Vertreterinnen, Vertreterinnen von Vereinen, Verbänden von Vietnamesen in der vietnamesischen Community in Deutschland. 20 Jahre Dongsun Center, 20 Jahre Aufbau, Wachsen, Gedeihen des Deutschlands größten Asiamarktes in Berlin-Lichtenberg. 20 Jahre erfolgreiche Integration und Entwicklung von Dongsun Center. Das vietnamesische Wort Dongsun bedeutet Frühlingswiese. Wir, die Vietnamesen, assoziieren den Namen Dongsun Center mit dem traditionsreichen und berühmten Dongsun Markt in Hanoi, wie unser Botschafter Ihnen gerade geschildert und dargestellt hat. Allein der Name hat seine starke Anziehungskraft, besonders bei Vietnamesen und auch bei vietnamesischen Kunden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen Sie zum Dongsun Center wie heute. Besuchen Sie die großen Markthalle. Sie werden die vietnamesische Atmosphäre, die Fernortsatmosphäre, eine eigene Welt mit neuen Eindrücken, die exotischen Düfte live erleben können. Zudem werden Sie angenehm überrascht sein von der sprachlichen Vielfalt. Und es schmeckt besonders gut. Erleben Sie richtig die vietnamesische Küche mit der talentierten Verbindung von Kräutern, Gewürzen und einer Mischung von besten Zutaten. Dongsun Center, wie Sie auch schon gehört haben, eingeweiht am 15. Februar 2004 mit zunächst zwei Hallen, 1 und 2, ist heute der Arbeitsplatz von rund 2000 Menschen und beherbergt mehr als 400 Unternehmen aus vielfältigen Branchen. Die Händler kommen aus vielen Ländern der Welt, wie zum Beispiel aus Vietnam, China, Indien, der Türkei, Afghanistan und Pakistan. Und sie machen Dongsun Center zu einem Haus der Handelsbeziehungen mit ganz Asien und Europa. Ein Haus, wo 2000 Menschen aus vielen Ländern ihren Lebensunterhalt verdienen und ihre Familie versorgen können, wo Dienstleistungen jeglicher Art zu finden sind. So ist Dongsun Center, wie Sie auch vorher schon gehört haben, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und einer der größten Steuerzahler im Stadtbezirk Berlin-Lichtenberg geworden. Sehr geehrter Herr Nguyen Van Hiển, wir gratulieren Ihnen als Gründer und Vater und wir gratulieren auch der Geschäftsführung von Dongsun Center sehr herzlich zu diesem erfolgreichen langen Weg und dem stolzen und großen Erfolg. Wir beglückwünschen Ihnen zum 20-jährigen Jubiläum von Dongsun Center Ihre 2 Jahrzehnte lange Arbeit, Ausdauer und Beständigkeit, Fleiß sind bemerkenswert und verdienen den hohen Respekt der deutschen und vietnamesischen Öffentlichkeit. Lieber Herr Nguyen Van Hiển, für Deutschland ist Ihr Unternehmen ein leuchtendes
Erfolgsbeispiel für Migrantenunternehmen. Nach dem Institut für Mittelstandsforschung in Mannheim werden Migrantenunternehmen zum Hoffnungsträger in Deutschland, weil die Zahl der Selbstständigen mit ausländischen Wurzeln in den letzten Jahren beständig gestiegen ist und gleichzeitig auch ihr Beitrag für Innovation, Beschäftigung und die Internationalisierung des Mittelstands. Dong Son Center ist ein Symbol für den vietnamesischen Fleiß, die vietnamesische Tüchtigkeit, die vietnamesische Community in Deutschland sind sehr dankbar für ihre Unternehmung und gleichzeitig stolz auf ihr Unternehmen. Lieber Herr Nguyen Van Hiến und lieber das Team der Geschäftsführung. Wir wünschen uns so sehr, dass die junge Generation viel von ihren wertvollen Erfahrungen lernen wird, wie sie schon mal geteilt haben. Man muss den richtigen Beruf finden und auswählen. Dem ausgewählten Beruf muss man mit dem ganzen Herzen, mit Leidenschaft und Tüchtigkeit nachgehen. Für das eigene Unternehmen braucht man eine entschlossene Leitung und professionelles Management. Und als Unternehmer soll man die Gewinne mit anderen teilen. Als Vertreter von Vereinen von Vietnamesen in Deutschland, wir, die Vietnamesische Bundesvereinigung in der Bundesrepublik Deutschland, danken Ihnen auch sehr herzlich für Ihr Engagement, für Ihre Vision und für Ihren Verdienst, für die Integration, für die Vernetzung, Zusammenarbeit und das gemeinsame Leben in Berlin und in Deutschland. Wir danken Ihnen auch sehr herzlich für diese sehr freundliche Einladung zu diesem Fest und zu diesem Festival in Berlin-Lichtenberg. Und wie unser Botschafter auch betont hat, Dong Son Center und insbesondere hier der Veranstaltungssaal von Dong Son Center ist ein Meilenstein des Gedeihens der Entwicklung von Dong Son Center geworden. Er ist auch ein Veranstaltungsort für wichtige, große Ereignisse und kulturelle Veranstaltungen sowie Treffpunkt der vietnamesischen Community geworden. Rückschau halten zu den 20 Jahren, gleichzeitig den Blick nach vorn gerichtet, wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen, lieber Herr Nguyen Van Hiến, lieber das Team der Geschäftsführung von Dong Son Center, weitere 20 Jahre erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung. Ihnen allen wünschen wir stets beste Gesundheit, innovative Visionen, energiegeladene Schaffenskraft bei der Leitung und dem Management des Dong Son Center. Und gleichzeitig wünschen wir Ihnen auch viel Glück und Erfolg. Wir wünschen, dass Dong Son Center stets den Fleiß, die Tüchtigkeit und den Stolz der Vietnamesen in Deutschland prägt und, wie sein Name das Feld bleibt, welches den frischen und aromatischen Luft in Berlin und ganz Deutschland verbreitet. Noch einmal wünsche ich Ihnen allen sehr verehrten Gäste, liebe Freundinnen, Freunde, internationale Freunde, hier einen schönen Tag, viel Freude, viel Erlebnisse und schöne Gespräche. Enjoy und genießen Sie und feiern Sie mit Dong Son Center. Herzlichen Dank. Vielen Dank für diese schöne Rede.
Und Sie haben das Stichwort schon genannt, es geht ums Feiern und damit fangen wir spätestens jetzt an. Wir formen auf den Fenstern bis zum Strand, für jeden eins gekühlte Drinks zur Hand. Weißt du noch, dass wir drehen im warmen Sand? Kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm thoại Đồng Xuân Berlin và chúng ta đang xem chương trình của Vinh Quất. Có sự hiện diện của nhiều ngàn người đến để dự lễ kỷ niệm của trung tâm thoại Đồng Xuân Berlin tròn 20 năm. Chúc mừng ông Nguyễn Văn Hiền và ban lãnh đạo, chúc mừng rất nhiều. Chương trình có sự hiện diện của tất cả các vị khách quý, của lãnh đạo quận, lãnh đạo thành phố, của Đại sứ quán Việt Nam và rất nhiều các doanh nghiệp của khắp các vùng miền về đây. Xin chúc mừng một lần nữa chúng ta lại được trong những ngày cao quý này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không quên được em là anh phát điên, không quên được em, không quên được em, không quên được em đã gây ảnh, không quên được em. Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm thương mại Dongsun Berlin diễn ra thật là tuyệt vời, có nhiều nghìn lượt người đến đây và đặc biệt là thưởng thức một chương trình ca nhạc rất là hay rồi, nhưng mà đặc biệt nữa là được thưởng thức bia hơi, thịt nướng, tất cả các thứ đều là miễn phí trong ngày hôm nay các quý vị nhé. Hello, xin chào cả nhà nhé. Nào, cô chụp một kiểu ảnh nào. Không à, chạy à. Alo. Đấy, rồi. Đấy, đang quay đây này là sẽ lên báo đấy. Hình ảnh này là lên báo hết. Quý vị thân mến, đây là dịp trung tâm thương mại Dongsun Berlin tri ân tất cả mọi người, tri ân tất cả khách hàng, tri ân bạn bè Đức và quốc tế. Đến đây hôm nay có sự hiện diện của rất nhiều đại diện của chính quyền Đức, đại diện của quận Lichtenberg và tất cả những bạn bè ủng hộ cho người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức cũng như là cộng đồng đã có mặt ở đây rất đông đấy các quý vị. Nhìn này, thịt nướng này. Và trưởng ban
điều phối về thực phẩm là anh Nguyễn Quang Anh. Phải nói là rất là tuyệt vời, mọi người đang thưởng thức các món ngon ở đây. Khu Tân Nam Atit cả nhà nhá, các chị ơi, chúc người ăn ngon. Vâng, xin chào. Vâng, mọi người tha hồ lấy thịt nướng, tha hồ uống bia, nước ngọt, thoải mái luôn ở đây. Không thể đếm được là bao nhiêu nghìn lượt người đã vào đây hôm nay. Xin chúc mừng Trung tâm Thương mại Nông sản Berlin, chúc mừng ông Nguyễn Văn Hiền, chúc mừng ban lãnh đạo đã... Đây, mọi người lại còn đi đến lấy và lại còn mang về rất nhiều thế này. Ồ. Và gồm Sumit Nem Sophia. Ồ. Trời ơi. Chúng ta thấy là dân Thổ kìa, nó mang hẳn cả túi đi để nó mít nem về. Mang cả một tập túi to tướng để mang đồ ăn về các quý vị ơi. Rất là tuyệt vời. Guten Appetit mấy anh em nhá. Rồi. Quý độc giả, cái may mắn nhất hôm nay là cái thời tiết nó rất là mát. Chính vì thế cái vấn đề dẫn đến thành công rất là tuyệt vời. Bà con đến tổ chức liên hoan của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân rất là đông và rất là vui. Cái bộ phận phục vụ là anh em phục vụ một cách nhiệt tình. Một lớp trẻ tôi nói là đầy năng động, đầy một cái sự cống hiến. Đấy là một cái rất là vui. Mình là cái cương vị lãnh đạo và chỉ huy rất là hài lòng. Cảm ơn tất cả các cái quý độc giả cũng như là bà con đến đã dự cái buổi liên hoan lớn này với cái tâm huyết là phục vụ khách hàng, phục vụ các cái đối tác, phục vụ tất cả những bạn hàng hoặc là những khách viếng thăm là cái tiêu chí rất là cao tôi đề ra thì cái đã đạt được. Thành công thứ hai đó là tất cả trong quá trình điều khiển cả một cái cuộc liên hoan này không xảy điều đó, bất cứ một điều gì dù là nhỏ nhất. Đấy là một cái rất là vui. Đấy mà nhìn thấy hàng mấy chục dàn nướng, mấy 30-40 người phục vụ như thế mà bà con đến thì rất là thứ tự, rất là óp nung trong cái quá trình cấp phát hàng để cho mọi người được thưởng thức các món ăn. Thì đấy là một cái niềm vui của chúng tôi, đấy là một cái vinh dự, đấy là một sự cống hiến mà mình cảm thấy là tự hào và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đến và vui với Trung tâm Thương mại Hàng Xuân để có một cái đại tiệc lớn như này. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông. Rất là vinh dự là anh Quang Anh là trưởng ban và tôi là người sát thực với anh trong cái công việc phụ trách hậu cần. Thì tôi rất là vinh dự là được phục vụ bà con cộng đồng đến vui chung với Trung tâm Văn hóa Hàng Xuân kỷ niệm 20 năm thành lập Hàng Xuân. Và đến giờ phút này thì tôi rất là cảm ơn tất cả người đã đến vui chung với Trung tâm Hàng Xuân và rất là xúc động làm đồ ăn và được là mọi người đến hưởng ứng vui vẻ, ăn mọi người ăn ngon. So, wir kommen zum Finale. Nochmal vielen, vielen Dank an die Menschen, die mir das heute hier möglich gemacht haben. An die Technik, an meine Laura, unser Freund. Und jetzt klatsch nochmal mit. Neben dir bin ich aufgewacht. Was war das nur für eine crazy Nacht? Deine Augen sind noch zu. Ich denke mir nur, mein Gott, wie du schön bist du. Mein T-Shirt riecht nach deinem Parfum. Alles noch in Ruhe, es bleibt immer. Gingen wir einen Schritt zu weit, vorüber unsere Zeit. Ist es schon aus vorbei? Nein, ich glaube nie an. Time.
willkommen zum Finale. Nochmal vielen, vielen Dank an die Menschen, die mir das heute hier möglich gemacht haben. An die Technik, an meine Laura und an euch natürlich. Und jetzt klatscht nochmal mit. Neben dir bin ich aufgewacht. Was war das nur für eine crazy